Trời ơi, chán quá ta. Sao mà mấy ngày hôm nay thành phố yên bình quá, không có chuyện gì xảy ra để đi làm hết. Ai, chán thiệt là chán luôn. Ở nhà nguyên ngày, suốt ngày ở nhà nè, bạn thấy à? Hả? Mình nướng thịt nướng ở ngoài sân mình ăn nè, sau đó là mình ra ngoài đây mình chơi chung với bé Cam. Nhưng mà con bé Cam nó cứ ở trong chuồng hoài, nó không thèm ra chơi với mình các bạn ạ. Chán thật sự. Thôi, để vô trong coi coi có nhiệm vụ gì đó làm đây. Chứ dạo đây thấy biệt đội SOS của tôi không có ai nhờ làm cái gì hết trơn, buồn muốn chết luôn trời. La 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 la, trời ơi tắm mát quá, mọi thứ rất là mát mẻ. La 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 la. Ê ê ê ê. Quay 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 bạn ơi. Bạn gì đây? Ơi. Ông nội nè, tôi đang tắm, ông kìa nhìn tôi đúng không? Cái đồ. Trời ơi vô gì? Trời ơi đang tắm đứng này rền kìa. Ê ê ê, nè nè nè, bình tĩnh bạn kia, bạn bình tĩnh. Bạn nói gì nè? Tính ra cái này là cái nhà của mình đó nha. Tính ra cái này là cái nhà của mình. Tự nhiên bạn vô nhà mình, bạn nhảy vô hồ cá của mình, bạn bơi trong đó, xong giờ bạn la làng là sao hả bạn? Bạn là bạn đang gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hiểu không? Hiểu không? Ủa trời ơi, ai biết đâu đây hồ cá nhà bạn, ai biết đâu ngoài kia. Ủa mà cô làm cái gì? Cô làm cái gì? Cô không về nhà cô tắm, cô chui vô hồ cá nhà tôi, cô tắm rồi cô la làng là sao? Hả? Thì nhà tôi không có bể cá nên tôi vô đây nhà tôi cô bị cúp nước hả? Nhà cô bị cúp nước hả? Đúng rồi, trời ơi, nhớ nó mượn đây tắm xíu làm la thấy ghê vậy trời ơi. Tôi sẽ đi báo công an, tôi sẽ đi báo công an. Đừng báo, đừng báo. Rồi, từ cho tôi hỏi chuyện được không? Sao? Anh là cái công ty gì mà ớt ô ớt đúng không? Ớt ô ớt là gì ta? Nhà tôi có bán cháo ớt hay gì đâu mà ớt ô ớt là gì? Không, cái này nè, cái chữ trên cái tường nè, cái chữ trên cái tường này ớt ô ớt nè. Cái chữ trên tường này là SOS mà nội, trời ơi, SOS là cái gì trời ơi. Đó, trời ơi, thì tôi là nhưng tôi muốn tuyển vô đây làm đó, tôi mục đích chính tôi vô đây là để được vô làm đó. Cái gì? SOS nè. Đó. Là cô muốn xin vào trong công ty SOS của tôi để làm việc. Đúng rồi. Không, nhưng mà tôi ok, tôi đồng ý là cô muốn xin vô đi, nhưng mà thấy cái bộ đồ của cô nó không hợp lắm á. Gì mà ủa, đi làm nhân mà. Đi làm nhân viên trong biệt đội hết rồi. Đây nè, thấy tiên này là cứu người, cứu gì ơi, cứu người cứu khổ đó, làm cái tiên đó, cứu người. Cái này bộ đồ của tiên á hả? Thôi được, nói chung á là biệt đội SOS của tôi dạo này cũng đang hơi thiếu người. Như bạn đang thấy là mình đang mặc ở trên người của mình á là một cái áo phản quang màu xanh lá cây đó bạn đó. Cái bộ đồ này mình mặc để mình đi làm mấy cái nhiệm vụ giúp đỡ mọi người xung quanh đó bạn. Hả? Thì ok, tôi cũng có một bộ đồng phục dành cho cô luôn. Bây giờ cô đi theo tôi, vô mặc đồng phục đi rồi ra nói chuyện tiếp đi. Ok. Wow, tính ra là cô mặc cái bộ đồ này vô nhìn cũng ngầu lắm đó. Trời ơi, cái áo này sao nó lạ vậy? Cái là áo của tụi mình đấy hả? Đúng rồi, cái cô này cô không biết gì hết trơn. Mình ở nhà mình mặc đồ đẹp như thế nào cũng được hết trơn, nhưng mình đi làm là mình phải mặc đồng phục, mấy bạn hiểu không? Đấy, rồi. Đúng rồi. Cô là cô đang mặc cái áo màu xanh dương mà tôi mới tặng cô đúng không? Tôi thấy rồi, nè, xanh dương xanh lè luôn nè. Có rồi. Nữa. Ok, nói chung là đi làm là phải mặc đồng phục đó. Nói chung là bây giờ chào mừng cô. Cô là thành viên đầu tiên của biệt đội SOS chúng tôi. Chào mừng cô. Ủa, bây giờ nhiệm vụ mình làm gì vậy? Trong này làm gì vậy? Nhiệm vụ của biệt đội SOS chúng ta đó chính là chúng ta cứ ở trong nhà suốt ngày vậy đó. Chờ khi nào có ai cần giúp đỡ gì là chúng ta sẽ tới giúp đỡ, hiểu không? Ok, tôi hiểu rồi. Đúng không? Nói chung mà hôm nay tôi rất là vui khi mà biệt đội SOS của tôi đã có một thành viên mới rất là xinh đẹp, đó chính là cô Sammy đây. Xin chúc mừng cô. Ôi, quay lưng, đi đây, có báo động, có báo động. Cái gì mà đổi vậy? Báo động. Vậy là chắc chắn có người cần giúp đỡ rồi. Trời may quá, đúng lúc cô Sammy vừa mới vô có nhiệm vụ luôn. Để coi nhiệm vụ là gì đây. Rồi, cô đi theo tôi, xuống đây nhanh lên. Đây, tôi đây. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là ở chỗ này, cô nhìn nè, thấy không? Chỗ này tôi có để hai cái ống này biết là gì không? Cô coi siêu nhân đi kha không? Vậy tôi biết siêu nhân, sao đúng vậy? Rồi, khi mà có nhiệm vụ là siêu nhân đi kha sẽ nhảy vô cái ống nè, đó, xong rồi nhảy xuống mấy chiếc xe. Ghê chưa? Đó, mình sẽ chui xuống mấy cái ống này, xong rồi cô sẽ chọn cho cô một chiếc xe đi. Một tí nữa mấy cái xe này sẽ biến thành robot. Đó. Trời ơi, sao giống làm là nhiệm vụ là dùng là biến thành siêu nhân tiêu diệt cái địch chưa? Trời ơi, thôi tôi giỡn á, tôi xem phim nhiều tôi giỡn á, không có đâu. Thật ra là bây giờ nhiệm vụ là cứu hỏa, cho nên chúng ta sẽ phải lấy cái xe cứu hỏa này. Nhanh lên, leo xe. Leo xe lên. Trời ơi, đang cứu hỏa mà cô chậm quá vậy. Rồi leo chưa? Rồi, chuẩn bị nha, tôi lái xe đi nha. Đi rồi, let's go. Cô bấm chắc vô nha, cô bấm chắc vô. Để tôi lái xe. Lâu quá không làm nhiệm vụ nên cái xe này nó hơi bị lắc xíu, xin lỗi. Rồi xong, tung bể cục điện rồi, tung bể cục điện. Xin lỗi. Cô đừng có la nữa, để tôi bình tĩnh tôi lái nè. Ôi đây. Ôi. Hắn lại. Rồi, nhảy xuống, xem coi. Ui, chạy đi quả pizza rồi.
rồi. Cái tiệm pizza hiện tại đang bị bốc cháy rồi. Cô Sammy, nhiệm vụ đầu tiên á, khi mà làm nhiệm vụ gọi là cứu hỏa đó chính là cứu người gặp nạn trước. Chạy vô trong cứu người đi. Oh my god, có mấy cái chị nhân viên mở cửa đây nè. Ây da, coi chừng nóng quá. Ở đây nè, có mấy cô nhân viên bị mắc kẹt nè. Cứu nhanh. Đây tôi cứu người này nha, tôi cứu người này nha. Rồi cô lên lầu còn ai không? Cô lên lầu còn ai không? Tôi xem coi. Rồi khoái độc quá bạn ơi. Cho em bơi ra ngoài. Bơi ra ngoài. Bơi ra ngoài. Rồi, đứng ở đây nha, đứng ở đây nha. Rồi. Chị đang cháy kìa, đừng có cháy chị ơi. Cứu người ta đi. Ơi à, trời, mình cũng phải nhanh lên, mình cũng phải nhanh lên. Ây da, xin cô xô tôi. Tôi xin lỗi, tôi đang giúp người. Ôi chị ơi, chị có sợ nha chị. Hổ quá, trời ở đây khói quá. Ôi, nó khói dễ sợ lắm bạn ơi. Vẫn còn một người nè, nhảy xuống luôn. Trời ơi, hay vậy. Rồi, kéo người ta ra. Rồi. Ôi, cô Sammy. Nhiệm vụ tiếp theo nè. Leo xe. Cô phải giúp tôi leo xe. Trời, đây. Đừng bỏ tôi. Tôi đâu có bỏ cô đâu, cô leo xe anh lên. Leo xe. Leo chưa? Rồi. Leo ơi. Chuẩn bị nha. Khi mà leo xe rồi thì xe của chúng ta sẽ có khởi động một cái máy bắn nước. Đó. Mình sẽ lấy cái máy bắn nước này mình bắn vô trong mình dập lửa. Ôi. Wow. Cô Sammy bơm nước đi nhanh lên. Bơm nước ở đâu vậy? Nước nó đang rút nè, tôi thấy nước nó đang rút như này nè. Chết rồi, hình như hồi nãy bọn mình quên bơm nước rồi. Tôi thấy nước đây không đủ á nha. Nó vẫn còn cháy bên trong kìa. Tôi cây đi. Dạ, đây có đốm lửa nhỏ, tôi dập cái lửa này luôn. Rồi xong. Cô làm cái gì vậy? Anh thả cái cây ra đi, tôi giữ, giúp cái cây cho anh giữ này cây chi. Thả ra. Tôi đâu có nắm đâu. Đây rồi, tôi giúp. Chết rồi. Ôi, không xong rồi, hình như là hết nước rồi. Ôi, giờ sao để tôi nước xong cho, rồi. Để tôi. Bên trong tôi vẫn còn nước. Đang cháy mà, đây hết nước rồi. Ở đây, bên này có cái xô nước nè. Bên này có cái xô nước nè. Đây, tôi xô nước, để tôi. Lấy xô nước vô dập lửa đi, nhanh lên. Rồi, để tôi. Nhanh lên. Rồi, đổ. Trời ơi, sao cô đổ hết nước rồi, Tôi biết rồi, để tôi lấy cái quạt lửa. Được không? Không biết nhưng mà cứ thử thôi, làm sao biết được. Rồi, quạt đi. Lấy cái máy quạt để quạt lửa hả? À? Khi nào quạt xong lửa nó cháy to hơn không? Tin tôi, đó. Cô làm gì vậy? Đưa ra cho em mà. Trong che nè, nó với ta. Đây, tôi ra tôi quạt cho sếp thế này nè, cái cây đang cháy rồi đó, cầm cái quạt nè, chờ xíu, đó. Rồi. Quạt coi. Thấy chưa? Wow, tắt lửa kìa, wow. Ui, cũng có tắt nha. Nhưng rồi, mà sao, nó, ở phía trên kìa, cô phải dơ lên trên, cô phải dơ lên trên. Đây, rồi. Tắt chưa? Sao nó không đỡ mấy nào hết trơn vậy? Cô lâu quá. Từ bên này là gì đây? ATM hả? À, rút tiền hả? À, quên trời, đâu phải thời gian rút tiền đâu. Nhầm, lộn. Từ, tôi lấy cái xô đây. À đây, có bình cứu hỏa. Tôi lấy nước vô đây nhanh lên. Nước này. Nước đâu? Còn giọt nào đâu? Ủa hết rồi. Sao cô đổ hết nước rồi? Rồi, đây rồi. Để xíu, hình như ở ngoài đây nó có mấy cái vòi nước nè, để tôi ra ngoài đây tôi bứt mấy cái vòi nước. Siêu nhân. Ai à. Được rồi. Tôi xịt mấy cái này. Rồi. Mừng quá. Nhưng mà bây giờ là cách nào để bơm nước vô ta? Bơm nước thì có cái ống chứ. Có cái đồ bơm nước này. Đây không nè, có cái ống này phải không? Cô mang cái bình ra. Tôi xịt cho mát, Sao cô không xịt ở trong, nó đang bị cháy. Cô không xịt ở trong. Cô đây bên đây làm gì? Trời ơi. Tôi quên. Trời ơi, cái cô nhân viên này báo quá, trời ơi. Lên. Đây. Thôi không xong rồi, mấy cái bình ở ngoài kia nó không giúp được gì. Bây giờ chỉ có còn cái bình này thôi. Đưa cho tôi. Đưa đây. Nặng quá. Cô mới vô làm cho nên cô chậm chạp quá. Để tôi. Đây. Sao xịt hoài nó không tắt vậy? Tắt đi. Rồi ok, tắt rồi. Còn không? Còn chỗ nào cháy không? Tôi có nước nè. Cái cây này bị cháy nè. Ui. Xịt. Rồi, xong rồi. Còn cái cây phía trên này nữa, bên trên này còn cháy nè. Xịt luôn. Cố lên. Trời ơi, nhanh lên. Yeah! Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trời ơi, mệt quá. Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ đầu tiên rồi. Yeah. Chúc mừng cô Sammy. Chúc mừng cô. Yeah. Cô làm gì vậy? Uống nước. Tôi mới lấy cái ly trong này. À, cô mới rồi. Xong cô lấy ly nước cô uống luôn hả? Uống xem rồi. Thôi, được rồi, cảm ơn. Thôi đi về. Thôi xong rồi nha, bọn tôi làm nhiệm vụ xong rồi nha. Nói chung là cứu người rồi dập lửa xong rồi đó, bọn tôi đi về đây. Lên xe, cô xong rồi. Lên xe. Tôi lái được không? Tôi muốn lái thử. Thôi, để lần sau đi, lần này tôi lái cho. Lên xe. Ê, đừng
bỏ tôi, đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi. Để tôi. Lên, nhanh lên. Dạ, tôi xin, tôi xin. Wow, cái gì nữa? Rồi. Này thì kêu lên xe không chịu, lên xe không chịu, đi còn phải đặt đu đu nữa. Đi dài thôi, let's go. Mừng cô Sammy, xin chúc mừng cô. Cô đã hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ đầu tiên của biệt đội SOS chúng ta, đó chính là dập lửa cứu hỏa đó. Nói chung là được. Nói chung là tôi thấy là cô là một nhân viên xuất sắc, mặc dù có hơi ngáo xíu hả? Múc xô nước nào là đổ xô nước đó, nhưng mà không sao, được rồi, nói chung là cũng được rồi. À, mai này á mà cô có bạn bè, anh chị em hay ai mà muốn đi tham gia vô biệt đội thì nhớ mời vô nha. Ok, tôi sẽ mời một cái cô em gái, em gái tôi là Mèo Simi đó, tôi sẽ mời em. Mèo Simi á? Ừ, cô Mèo Simi gì đó, tôi nghe hình như là một idol top top gì đúng không? Nghe gọi là hot lắm đúng không? Nó thích làm cái nghề lắm, nó thích làm cái cứu SOS đồ, thích lắm. Kiểu giúp đỡ mọi người á. Đúng rồi. Rồi, rồi. Nói chung là nói chuyện cũng dài dòng nhiều rồi. Bây giờ chúng ta đến nhiệm vụ tiếp theo nè. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ là nhiệm vụ tìm mèo nha. Hiện tại đang có một bà lão đang sống ở trong thành phố của chúng ta, đang gặp khó khăn bởi vì những chú mèo của bà ấy đã đi lạc ở xung quanh ngôi nhà. Bà ấy đang rất là lo lắng. Bạn phải tìm giúp bà ấy các con mèo đang ở xung quanh nhà và đưa chúng trở về nhà. Đó, nói chung là vậy, hiểu không? Ok, tôi đã hiểu rồi. Yes, rồi, được rồi. Vậy thì đi thôi. Chúng ta bắt đầu thực hiện đó. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm mèo nào. Let's go. Ok, nhảy xuống cống. Ui, toảng. Rồi, để xem coi nhiệm vụ tìm mèo hả? Hồi nãy là cứu hỏa thì mình đi bằng cái xe cứu hỏa, đúng rồi nè. Nhiệm vụ tìm mèo thì để coi mình đi bằng cái xe nào cho nó hợp lý đây ta. Cho nó nhỏ thôi, mình lấy xe nhỏ thôi. Đây, cái xe màu đỏ này đẹp nè. Rồi, lên xe. Tôi lái nha. Rồi, đây. Giữ chặt nha, đi nè. Đi thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhiệm vụ tìm mèo nha các bạn nha. Cái nhiệm vụ tôi thấy là có vẻ khá là vui nè. Ủa cái xe mình đâu rồi? Ủa sao cái xe mình bay đâu kia vậy? Ủa sao cái xe mình văng qua tới bên kia vậy? Tôi thấy cái xe mình bay luôn này, tôi thấy cái xe bay luôn mà. Ủa gì kỳ vậy? Mình đang đi thì cái xe mình văng qua bên kia vậy? Mình đã đi xe đồ kia, trời. Đó do cô chủ lái tôi biết đâu. Từ, sao trong đây có ai ngồi buồn hiu nè? Ủa ai vậy? Có ai ngồi buồn hiu nè Sam ơi? Ủa sao buồn vậy? Có bạn nào ngồi ngoài đây nhìn buồn hiu à, nhìn nè. Hình như đang buồn chuyện gì sao á. Ê mà khoan, từ mình đang làm nhiệm vụ đi kiếm mèo mà. Từ, cái bạn đó để lần sau mình nói chuyện. Giờ mình đi kiếm mèo đã, leo xe. Rồi đi. Trời ơi, tôi đua quay càng hồi vậy. Tôi cô Sammy không lần nào cô leo xe vậy. Ấy à. Xin lỗi nha, lâu quá không lái xe. Sao anh lại chắc vậy, anh lại chắc vậy. Cái này biệt đội phá thành phố. Biệt đội giúp thành phố gì. Trời ơi, anh lái xe chất gì vậy. Từ, để xíu, đang tập lái từ. Tại tôi mới lấy bằng lái ngày hôm qua, hiểu không? Cái gì trời. Nằm lật cái xe luôn hả? Lật cái xe. Rồi, không sao, vẫn đi đến được đúng chỗ nè, thấy không? Đó. Một cái đầu một cuối xuống vậy mà cũng lấy xe được luôn, hay vậy? Chỗ này đúng không? Đây, những cái nhà này là cái nhà nâu rồi, tôi nhớ nhà nâu nè. Rồi, cái nhà này đúng không? Đâu, để mình đi vô nhà mình xem coi, đi vô nhà này. Điều tra trước đã. Đi vô nhà còn cái đúng nhà chưa đã, hiểu không? Nhà bà ngồi đó, nhà bà ngồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà. Có ai nhà không mà? Mèo mà. Ủa sao thấy ai ở nhà ta? Đây, lên coi. Không, mình phải lên trên nhà coi có phải đúng nhà chưa nè. Okay. Đúng rồi. Đây, mấy cái tòa nhà này là có hình mấy con mèo nè Sam. Con mèo cam, con mèo xanh, con mèo xám, mèo xanh, mèo hồng với mèo là xanh lá cây. Rồi bây giờ mình phải tìm tổng cộng là 5 con mèo nãy hả? Rồi, okay. Đi. Trời ơi, tưởng gì chứ. Mấy nhiệm vụ tìm mèo này dễ. Rồi, bây giờ nhiệm vụ... Ê Sam ơi, tôi tìm được con mèo đầu tiên rồi Sam. Nó nằm tuốt trên cái cây cột điện kìa. Trời ơi. Đâu? Ê, tôi tìm được mèo thứ hai rồi. Đâu, nó đâu? Nè, nó đang ngồi đợi nè, đợi xe nó đi đâu nè. Rồi, con mèo thứ hai đó Sam giống bé cam quá ta. Sao con mèo nhìn giống bé cam quá vậy? Sam đem. Nó dậy rồi. Gì ghê vậy? Thôi Sam. Sam đem lên, nó lên trên lầu đi. Sam đem lên trên lầu đi. Ok. Ây da, cái con mèo ở trên cao này giờ sao bắt được nó vậy ta? Đừng có nói là mình phải trèo lên cây nha. Lấy cục đá chọi rớt xuống. Không sao, để tôi trèo luôn. Này, trời nó dậy quá. Trời ơi, cứu tôi. Nó dậy quá. Trời ơi, cái gì? Chịu khó xíu Sam ơi, mấy con mèo nó hơi khó chịu xíu, Thành công, con mèo đầu tiên rồi. Tôi đang cố gắng leo lên cây cục điện để bắt con mèo nè. Trời ơi, sao ấy vậy? Sao ấy vậy? Tôi đang cố gắng. Cô bên dưới, cô canh nha, cô canh con mèo nha. Rồi đây.
Khó quá. Nhìn hai em luôn rồi, nhìn cái gì của xích khỉ vậy á. Đang xích khỉ hả? Xích khỉ cái đầu cô. Tôi chịu á, tôi chịu á. Đó ghê không, tôi lên được tới tầng này à. Ủa, con mèo nó xuống dưới kìa. Ui, ui, chụp lại. Ui, nó dậy, ui, nó dậy. Ui, nó dậy. Trời, nó dậy. Ui, ôi, nó dậy. Ui, đem ra nhà đi, đem ra nhà đi. Trời ơi, con này không dậy đâu, con này nữa. Ê, ê, cô Sammy ơi, cô đem lên nhà nhanh nhanh đi, cô xuống cô giúp tôi cái, tôi bị kẹt trên đây rồi. Nhanh lên. Trời ơi, nó dậy vô vậy như cá vậy đó trời ơi. Con ơi bình tĩnh coi nhà con này con ơi. Ui sếp chị sắp đi rồi mẹ ơi. Chị lên cứu sếp chị cái. Rồi rồi, xuống xuống rồi. Ok. Rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Xuống đây giúp tôi cái cô ơi, nhanh lên. Rồi, tôi giơ tay cái là anh. Rồi, bây giờ tôi buông tay cô bới tôi nha, cô bới tôi nha. Tôi té xuống là gãy chân luôn á. Bới nha, bới nha. Ôi. Ai ba. Ủa? Bới giữ chứ. À. Nhéo cái đầu. Ơ không. Nhéo cái mũi nè, nhéo cái mũi. Nhéo cái mũi nè. Tôi xin lỗi. Rồi, bỏ ra. Mình tìm được 2 con nè, bây giờ còn 3 con còn lại ở đâu nè? Chia nhau ra tìm đi. Ý là nó chỉ quanh quanh đây thôi, mấy con mèo hoang mà. À lộn, mấy con mèo này chỉ xung quanh đây mà. À, đây rồi, con mèo bên đây rồi. Thấy ơi. Mày. Ui nó dậy, ui nó dậy. Dậy quá trời, mèo như cá vậy, nó dậy quá vậy. Ôi trời, con mèo nó dữ quá bạn ơi, nó dậy ra. Hình như ở bên kia còn một con nữa đó. Cô Sammy qua đó kiểm tra thử đi. Tôi đang qua. Ôi trời, trời. Cái kìa, con mèo nhúng ở ngoài nè. Ủa, ôi, hai con luôn. Khổ quá, làm SOS khổ quá. Đi giúp đỡ mọi người mà gặp mấy con mèo con này khổ quá. Đây. Trời, nó kêu trời, nó kêu. Ôi trời, nó nhảy. Đi vô nha. Ok. Rồi, xong một con rồi nè. Ủa, sao tôi bị kẹt cái tay xuống sàn rồi. Đâu. Ủa sao tôi cái tay vậy? Cái tay tôi bị kẹt xuống sàn. Ây da, rồi xong được rồi, ok. Rồi, tôi tìm thấy có màu hồng rồi nha, màu hồng á, trời nó dãy quá hả. Đây, màu hồng. Ủa, rồi còn một con nữa, con cuối cùng hình như nãy tôi thấy có một con cuối cùng nó nằm ở đâu bên đây nè. Bên kia, tôi thấy con kia bên kia sao á. À, đây rồi, nó đang ở trong nhà của cái ai, của người nào nè, của người lạ nè. Ê, ê. Ui, con này hiền hơn nha, con này nó không dãy nha, con này hiền hơn. Có nha, cũng có dãy nha, chứ phải không nha. Nó dậy hết, trời ơi. Ôi, nó chạy kìa. Nó chạy kìa, chụp nó lại. Trời ơi, cái con mèo này. Chụp mày lại nè, ok. Chụp lại. Cái gì vậy? Nó chạy đây kìa, nó chạy đây kìa. Ủa, đâu rồi? Nó chạy đây kìa. Trời ơi, cô nắm đâu tôi làm cái gì? Trời ơi. Tưởng là con mèo xanh. Trời ơi. Trời bao quá. Rồi, cái bắt rồi đó. Trời ơi. Ok, tôi thuộc bắt rồi. Cô giữ nó lại phụ tôi, con này nó dữ quá. Ôi, rồi đi. Ui, nó dậy. Hai người luôn, hai người giữ lại luôn cho chắc, con này nó dậy kinh quá. Con này nó dậy như con cá gì đó trời. Rồi. Trời ơi, trời, con mèo này cuối cùng nó dữ quá. Cô Sammy, con mèo, đúng là con mèo chùm mà, con mèo cuối cùng luôn á. Mèo chùm. Lên. Ngồi giữa luôn mà, con ngồi giữa mà. Rồi. Trời, mệt quá. Ơi, làm nhiệm vụ tìm mấy con mèo này đúng mệt luôn á trời. Ok anh em ơi. Vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, biệt đội SOS của bọn mình đã cùng nhau gọi là giải cứu được thêm 5 con mèo. Và đã gọi là giải cứu được một cái tiệm pizza bị cháy. Đó, nói chung là mấy bạn thấy gọi là công việc của bọn tôi có xịn đúng không bạn đó, đi giúp đỡ mọi người xung quanh đó. Bạn nào thích công việc này đừng quên hãy nhấn nút like cái video này nha bạn nha. Ok. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục làm tiếp những cái video của biệt đội SOS á, và bạn muốn bọn mình sẽ mời thêm ai vào nữa, đừng quên comment xuống bên dưới tôi biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. Rồi, được rồi. Đi về, xong nhiệm vụ rồi, đi về nghỉ. Ngày mai để ngày mai coi tuyển thêm ông con trai nè, ví dụ cây ron hay mất tư dịch gì vô làm chứ. Ok. Làm rồi, mình tôi mệt quá. Ôi, trở về nhà có xe chứ. Nhà leo xe. Đi. Rồi, về nhà nha bạn ơi. Bye bye bạn nha, mình đi đây. Wow, trời ơi, lái xe gì kỳ vậy. Rồi, mình về nha bạn ơi, mình về đi. Bye bye bạn nha. Cái gì vậy? Sam nắm chặt vô nha. Nắm. Trời ơi, cái gì vậy trời. Rồi xong Sam kẹt rồi. Sam bị kẹt dưới cái xe luôn. Trời. Rồi ok thôi, về nè. Rồi tôi đi về thôi. Chở tôi về bình thường được không? Đi về thôi. Chở tôi đi bộ về, cứu tôi. Tôi muốn đi bộ về.